Dạ rồi, em xin phép chào hai vợ chồng anh chị. Hai vợ chồng anh chị có thể cho em cũng như cho tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng được biết là anh chị tên là gì và đến từ đâu? Tôi tên là Trần Minh Tuấn, sinh năm 1983, quê Dạ. là ấp 2 xã Bình Tấn, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Dạ. Vợ thì là Phạm Huyền Trang, sinh ngày 27 Dạ. tháng 8 năm 1989, quê Đồng Tháp. Dạ. Vậy là hai vợ chồng anh chị là mới từ dưới quê lên hả? Không, mình đang làm công nhân ở Đức Hòa Hạ, Long An. quê ở Long An. Hai vợ chồng lập nghiệp ở Long An ha. Không, đi làm thuê, Dạ. Đồng Tháp lên Long An làm thuê, Dạ vâng. Hai vợ chồng anh chị là hôm nay về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ gì đấy? giúp đỡ tìm con trai. Lúc trước là cho con trai làm ở ngoài Vũng Tàu đâu 2 3 tháng rồi đó, rồi nghe lời bạn bè rồi lãnh lương, rồi tối lại là nó đi luôn, mất tích là khoảng hơn 2 tuần nay. Con anh họ tên đầy đủ là gì? Tên là Trần Minh Nhân, sinh ngày 7 tháng 6 2007. 2007 là mới 17 tuổi. Vâng. Vậy là anh chị là làm việc ở Long An. Dạ. Còn con trai nhà mình thì làm việc ở Vũng Tàu. Dạ. Anh chị được mấy người con đây? Được hai con. Bé Trai này là con thứ mấy đây? đầu tiên Bé đúng không? lớn à? Dạ. Đi làm ở Vũng Tàu lâu chưa anh? Hơn nửa năm. Hơn là 6 tháng hoặc 7 tháng. Làm công việc gì ở đấy? Bên chiết xuất ga là giao cho công ty. Vậy là hơn nửa năm nay là làm Vũng Tàu. Còn Dạ. trước kia là làm cùng anh chị hay làm ở đâu? Làm cũng làm chung ở Long An, rồi thấy nó nhỏ tuổi, không ai công ty không nhận. Rồi ra ngoài Vũng Tàu thì cũng có mấy cậu bên vợ của mình à, rồi giới thiệu làm, cũng cậu cháu cũng thương nhau lắm, mà sao rồi nghe lời bạn bè nó việc nhẹ lương cao rồi đó, Trời rồi đất ơi, công lại ty. việc nhẹ lương cao nữa. Vâng. Trời ơi. Vậy là ngoài Vũng Tàu là mình có anh em bà con là bên vợ, mấy Dạ. cậu em hoặc anh của vợ gì đấy đúng không? Dạ đúng rồi. Làm ngoài đấy thì cái công việc có cực khổ không anh? Không, cũng nhàn lắm, chiết xuất ra xong rồi là nghỉ, rồi giao hàng thì cũng nó cũng nhẹ nhàng chứ không có Cái cực mức thu khổ. nhập có tốt không? Thì lương tháng 7 triệu bao ở chứ không có ăn, ăn tự túc. 7 triệu mà một thiếu, cái này gọi là thiếu niên chứ chứ không phải là thanh niên. Tại 7 triệu mà bao ở, vậy là mức thu nhập cũng được mà. Nhưng mà công việc cũng không có cực khổ lắm đâu. không, Con trai nhà mình tính tình như thế nào đây? nó cũng hiền là ngoan lắm, nó cũng không có hỗn hào gì, nó đi đâu cũng xin phép chứ, mà từ Làm ngày hai tuần nay là nó mất liên lạc luôn. là tiền bạc có gửi về cho cha mẹ không? Có gửi như kiểu lãnh ra 7 triệu rồi xin lại 1 triệu đặng sinh hoạt cá nhân, gửi về 6 triệu. Vậy là quá tuyệt vời rồi. Nhưng mà tới giờ phút này là theo như anh chia sẻ là con trai của mình có thể là chơi với bạn bè hoặc là lên các trang mạng xã hội Dạ đúng đúng. không ạ? Nghe theo lời cám dỗ và đặc biệt rằng anh chia sẻ cái câu là việc nhẹ lương cao, khi anh nói ra một phát là em cảm thấy em nổi da gà luôn. Bởi vì cái tình trạng hiện nay là các thanh thiếu niên lên mạng tìm việc làm, đặc biệt là việc nhẹ lương cao, rất nhiều thanh thiếu niên sập bẫy và gặp những cái kết rớt nước mắt anh ạ. Con nhà mình đi tới giờ phút này là được cụ thể là bao nhiêu ngày rồi anh trai? Đi ngày 21 tới giờ. Ngày 21, hôm nay là ngày mùng 3 rồi. Không có thông tin liên lạc gì luôn nữa. Lúc bé mới đi á, em cũng không hay, tại vì cái đêm đó là em làm thường thường đặt tăng ca tới 8 giờ, là dẫn điện như hàng ngày mọi thường, là dẫn điện nói chuyện với mẹ như bình thường luôn, không có bất cứ biểu hiện gì hết. Mà còn hỏi là con lãnh tiền sang lượng chưa, con có tiền ăn chưa, nó con lãnh rồi. Còn nói chuyện gia đình qua lại nó vẫn cười vui bình thường luôn. Rồi mình tự tắt rồi đi về, xong 5 giờ cậu nó mới điện vô: chị ơi, Nhân đâu mất tiêu rồi, xe cộ quần áo nó đâu mất tiêu hết rồi. Thì mới mở cái điện thoại lên là được cái tin nhắn của nó là tầm 1 giờ 52 phút, là nó gửi là: mẹ ơi, con không làm chỗ đó nữa, chỗ của cậu ba nữa, con đi làm ở ngoài, con muốn sống tự lập, con không về chỗ mẹ vì mẹ khổ lắm, con sẽ làm kiếm tiền đem về cho mẹ, con vẫn giữ liên lạc với mẹ. Thì được tầm 2 ngày 3 ngày gì đó, xong em mới nhắn tin cho con hỏi là: giờ con làm ở đâu, mẹ không kêu con về nữa. Tính là em cũng nhắn tin nói ngọt cho con nó nghe, nói thôi mẹ không kêu con về nữa, nhưng mà con phải cho mẹ biết là con làm ở đâu, con đi với ai. Nó trả lời lại là: con đi với bạn, con quen lâu rồi. Mà thực tế là nó không có bạn gì nhiều mà trả lời vậy á. Rồi con làm ở Tiền Giang nè, rồi con làm quán nhậu tháng mẹ tầm 7 8 triệu, 6 giờ đi 10 giờ về,
Rồi xong cái mới thôi thôi thấy để im đi rồi từ từ mình hãy nói chuyện với con, tại vì mới đi quá mình sợ dập dập đây rồi nó sợ mình rồi nó trốn luôn, cho nên mới ngưng tập 1-2 ngày. Rồi xong mấy em mới nhắn lời thoại cho con là cũng nhắn tình trạng vậy vậy đó, không nó chặn luôn, không liên lạc được, cũng không liên được điện thoại thì vẫn đổ chuông nhưng mà không bắt máy, chặn luôn là tới ngày hôm nay luôn. Trời đất ơi. Rồi có đêm hôm này em ấy nhắn tin thêm thôi thôi con có lỡ hết tiền á con về đây với mẹ đi con, cái nó mới trả lời, cái em mới nói thôi giờ con nhắn lời thoại cho mẹ nghe tiếng của con đi, nó cũng nhắn lời thoại luôn, nó nói là con sống tốt lắm nhưng mà cái tiếng của nó em nghe kiểu như là không được bình thường lắm, rồi cũng nhắn liên tục luôn tầm 10 mấy 20 phút gì đó là cũng nhắn qua nhắn lại nhắn qua nhắn lại, nó nói con sống tốt lắm từ từ con sẽ gọi cho mẹ, con ổn con mới gọi cho mẹ, mà kêu nó gọi bất cứ gọi là nó không gọi, mà cứ nói là gì nào cũng ổn đi con gọi, gì nào cũng ổn đi gọi, cứ nói nhiều đó hoài. Rồi giờ hồi hôm giờ là không sáng Không giờ có nhắn thông cũng không tin trả gì lời luôn. luôn. Mình có hỏi cậu mình ở Vũng Tàu đó là có xích mích gì với cháu không? Không, Có thương lắm hỏi mấy cậu, rồi, thương lắm. cậu Có cháu hỏi có rồi. gì làm mất lòng nhau không? Không, mấy cậu thương lắm. Có la dầy gì thằng nhỏ không? Không. Vậy là ngày con trai nhà mình đi là mang theo những thứ gì? Ở ngoài thì quần áo của nó với chiếc xe. Xe gì? Hoài ai gớt á. Biển số bao nhiêu? 6 6 L 5 2 5 3 5. Xe đó là của ai? Ai Xe đứng tên? đó là của anh này Đỗ Đỗ mua, thì Bích anh này Chi. mua mà mua sang tay á. À, mua lại đúng không? Xe màu gì anh đọc lại nào. Màu đỏ. Hiệu YGS. YGS à? 66L5 Vậy là 2535. quần áo là với xe là đi luôn, không có nhắn gửi gì cho cậu hết. Không. Cậu không biết luôn. Cậu thức dậy kêu đi làm như mỗi ngày, sáng thức dậy là mất tiêu là cậu điện về cho mày liền. Ra Vũng Tàu là mình ở chung một nhà hay là như thế Chung một nào? nhà luôn. Mình ở trọ hay là nhà? Nó cắt như là cái nhà vậy đó, À. rồi cho máy lạnh kia cho ở. Có máy lạnh luôn là tốt rồi. Là mấy cậu cháu là ở chung và Ở làm chung. việc. Và giữa hai cậu cháu không có chuyện gì đúng Không. không? Vậy là con trai mà gọi điện cho mẹ, mẹ gọi điện cho con trai mà con trai nói là khổ quá à, muốn đi làm mang tiền về cho mẹ hả? À? Nhắn tin là con đi làm sẽ mang tiền về cho mẹ, à, con vẫn giữ liên lạc với mẹ. Rồi em mới nói sao con giữ liên lạc với mẹ mà con chặn điện thoại với mẹ chi Cái này vậy? không phải Là mang tiền về im. cho mẹ đâu, mà cái này đang mang u sầu về cho mẹ rồi. Tới giờ phút này con trai của chị mà như chị chia sẻ sử dụng điện thoại như vậy á, là em đang nghi ngờ rằng là điện thoại của con trai mình là không sử dụng được đâu. Đôi khi là có Em người cũng đứng nghĩ sau vậy. lưng, Đó là hoặc là cái trường hợp người ta giữ điện thoại, người ta cho con trai nhà mình gọi thì con trai mình mới được gọi, và gọi phải được sự đồng ý của người ta, và đôi khi những cái lời nói hoặc là những tin nhắn đều có người điều khiển hết. Mình nghe cái giọng mình thấy con mình hoang mang run hay là như thế nào, có kiểu lo sợ không? có nghe cái giọng nó kiểu như ngắn lắm nhưng mà nghe nó lập dập lắm. không được bình thường tươi Dạ. tỉnh như mọi ngày đúng không? Nhưng mà nhân nhắn tin nhắn là nào, nhắn một câu là con đi là mẹ cũng biết lý do rồi đó, nhưng mà không có lý do gì hết, mẹ con vẫn bình Ôi trời thường. đất ơi, vậy là con đi biết lý do hả? Cô đi cô bỏ mẹ đi là mẹ đã biết lý do rồi đó. Mình suy nghĩ lại xem có cái vấn đề gì xảy ra trong gia đình không? Không, không thương lắm, cũng đòi gì cho nấy hết. con vẫn lãnh 7 triệu là gửi về cho mẹ 6 triệu, à, mẹ ơi tháng này con xin 1 Trong triệu cái thời gian làm 6 tháng ở Vũng Tàu là vẫn gửi con trai đi. nhà mình có về nhà lần nào không? có có Mỗi lần về nhà có tâm sự chuyện gì không? không cũng bình cũng thường. thường thường vui vẻ, cha con người kia nói chuyện vui vẻ lắm, qua đó nó dắt bạn gái nó về nữa. Có bạn gái luôn này hả? Người yêu hả? Trời đất ơi, 17 tuổi có bạn gái rồi. Chạy chiếc Winner mà mang biển số 84 của chị. À, bạn gái đó hả? Bạn gái đó quê trà Vinh. Bản số xe trà Vinh mà, Vinh nhưng hỏi nó đang thì học nó ở đâu? đang học ở quận 12 nè. Con trai nhà mình quen bạn gái đó Trên từ khi mạng. nào? Trên mạng hả? Lâu Trời lâu đất không để ơi. ý nó, tại vì mình la gầy nó thôi con còn nhỏ quá, thôi con lo làm ăn gì đi, nào lớn thì tính. Bạn gái đó độ tuổi khoảng bao nhiêu đây? Nó 19 18, tuổi. 18, 19, 19 tuổi. 19 tuổi. Đang nghe nó nói là đang đi học bên gì Học đại học. học đại học. 4 năm. Mình nghe nói thôi chứ mình đâu có xác minh được À, đâu. đúng nhà rồi. mình chỉ hỏi thăm nó trả lời vậy Tới thôi. nhà mình Một là lần. thời điểm đó lâu chưa? Mấy tháng rồi? Tháng 2 mình mà giờ tháng 7 mình tầm 5 tháng. Có ăn cơm nước nhà mình không? Có, ngủ qua đêm. Theo như anh chị nhìn nhận thì cái bạn gái đó như thế nào? Nó hiền lắm. Lịch Rồi sự nó không? cũng ít nói. Tới có chào thưa chào hỏi không? Có, đầy đủ.
Có dọn dẹp nhà cửa, cơm nước các kiểu không, nấu ăn không? Không, nấu ăn thì thấy con cháu nó cũng còn nhỏ rồi, mới về mệt rồi, ngày em làm không mà không cho con làm. Về giấc tối rồi sáng lại chị chưa đi mình lần đấy về mình có xin số điện thoại hoặc là Zalo Facebook gì mình liên hệ không? Không, tại mới lần đầu mình cũng ngại đúng không? Vậy là mình bây giờ mình đâu có cách nào để liên hệ bạn đã xem là cái tình trạng con trai nhà mình như thế nào đâu đúng không? Có hôm nay em điện hỏi cậu á, là cậu nó nói á, là nó không có đi chơi đâu hết trơn á, vẫn đi đâu thì vẫn hỏi em, vẫn điện gì trong này cũng hỏi mẹ nữa, mà có gần đây mấy bữa điện thoại nói chuyện với ai không biết mà cứ ừ không à, trai gái không biết luôn, cứ nói chuyện điện thoại là nó ừ không, mà là mấy bữa là lương về là đi luôn đó. Cái này lại có cái tình tiết mới rồi đấy. Cái này là cách mấy ngày thì cậu nói là cách mấy ngày là đi gì đó, là ý là cậu nói là trong bụng cũng dự định sẵn, nhưng mà nó nói là con bằng đem tiền về cho mẹ thôi, cứ nói vậy đó. Bạn gái đó có xuống Vũng Tàu chơi, mình có hỏi cậu không, có xuống hay xuống Vũng Tàu chơi có không? Xuống chơi nhưng mà không ở đó, hai đứa đi ra ngoài, tại vì kiểu ở đó cậu ba bốn người rồi, ở đó ngại lắm, ngại muốn nhà nghỉ hai đứa ở. Là có hay xuống không? Có hay xuống lắm. Và cái thời gian gần đây có hay xuống không? Không, thời gian gần đây nó nhớ với em là mẹ ơi con xù rồi. À, xù là chia tay hả? Dạ. Nó nghe nói vậy thôi chứ mình chưa biết trong đây sao biết được. Mình có một nơi cha mẹ còn nẻo sao biết được. Có lúc mới vô đây về đây chơi á, em có nói với con vậy nè, có chuyện nào mà Nhi có vô chơi á thì sáng đi chiều về thôi con, chứ đừng có kêu đo cho nó ở là đêm nữa. Cái nó nói lỡ xa quá, vô đêm mà về mẹ mệt lắm. Nói thôi con còn nhỏ gì ở chơi đêm này kia lu bu lắm thì sau này, chỉ nói vậy thôi. Vì thời gian sáu nói con xù rồi, vậy thôi à. Con trai nhà mình nhỏ mà có vỏ luôn hả? Nhưng mà cao được mét mấy đây? Mét 73. Ủa cao vậy hả? Nặng nhiêu ký? Nặng mấy 2 ký. Ủa trời ơi đất ơi, vậy là to cao mà. Đẹp trai lắm. Nhưng mà sao trong đây nhìn cái hình giống học sinh có vậy? Làm căn cước á. Học chính là lớp 10. Như người mẫu rồi. Trai lắm, lông mũi cao. Cao mét 7 mấy. Mà nặng 72 ký. Cái này như người mẫu rồi. Hèn gì yêu sớm là phải rồi. Tới giờ phút này đi như vậy là mình bây giờ là cả gia đình đang hoang mang. Dạ. Bây giờ bản thân chị là mẹ, chị đang sợ nhất con mình gặp điều gì đây? Em sợ con em nó bị bán rồi đi rồi đánh đập con em á, không có. Mình có sợ bị lừa việc nhẹ lương cao qua cam dạ, không? Sợ lừa. Nãy chị ngồi trên kia chị có sợ chưa? Dạ, sợ. Chị thấy sợ không? Sáng có một thằng nhóc mới về đấy. Dạ. Dạ em cũng mong cả ông đồng mạng với anh Hải đâu sao tìm giúp cho con em nó quay về. Hồi lúc 8 mấy điện cho anh Hải điện không được, mình mấy nó nôn nao ngủ không được luôn. Sáng vô công ty. 8 giờ mấy sao điện không được? Ở bển mưa quá. Mưa quá mưa. À ý là mình điện không được hay là sao? Điện không bắt máy. Không máy. Có kỳ vậy? Đổ chuông thôi mà. 10:58 á. Giờ đó là giờ máy vẫn nghe mà. Em cũng không biết nữa, cũng nghe nói vậy đó, cái em mới search lên Google. Bấm vô số điện thoại anh này, anh cũng run quá, anh bấm mà chụp ba nhán mới điện được thì đổ chuông mà không có bắt máy. Vậy hả? Để tí em lên em hỏi lại xem cái tình trạng nghe máy như thế nào ha. Rồi người ta kêu đi báo công an, rồi báo công an ở xã Đức Hòa. Thì nói giờ nhận thông tin thì nhận thông tin, nhưng mà giờ lúc trước đó ở đâu báo đó. Con nhà mình ở Vũng Tàu mà sao lại báo ở Long An? Con nhà mình làm việc ở Vũng Tàu là phải ra ngoài đấy, phải đăng ký tạm trú tạm vắng ở Vũng Tàu chứ. Rồi mới nói mà điện gì xã nhà mới kêu thôi, giờ điện ngoài Vũng Tàu kêu cậu nó báo giùm. Đúng rồi, ngoài Vũng Tàu là hợp lý mà. Chị hãy nói một cái điều gì đó với con của chị đi, chị tâm sự với con của chị đi, hy vọng con của chị xem được video này hoặc cô chú anh chị xem được, giúp con nhà mình sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Chị nói đi. Mẹ cũng không có mong gì hơn, mẹ mong con á, nghe được những lời của mẹ mong con đi về thôi, mẹ không cần gì hết. Khổ quá khổ. Rồi, ba nào, ba nói chuyện với con đi. Lỡ con có làm hết tiền hay mắc xe gì mẹ cũng không quan tâm, mẹ chỉ có mong con đi về với mẹ với cha thôi. Bằng lại cha chỉ mong con về thôi, với cha không có la gầy gì con hết, tha thứ cho con hết, mong con trở về với cha mẹ hết. Cha mẹ nào cũng muốn tốt cho con. Ngoại con mà biết được ngoại con chết mất, ngoại con bệnh tim đó. Quá khổ. Hy vọng em trai xem được video này, thấy cả ba cả mẹ của em về đây nhờ các chú, các anh đội hiệp sĩ với Thanh Hải Bình Dương đi tìm em, thì em đang ở đâu đó sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Bởi vì tới giờ phút này là em đi từ ngày 23 đúng không ạ? 21 cho tới nay, hôm nay ngày mùng 3 rồi. Cả gia đình rất lo lắng và hoang mang, đặc biệt là ba mẹ.
Ba mẹ là tá hỏa bồn chồn khi về đây nghẹn ngào, mẹ bây giờ mẹ đang khóc quá trời đấy. Còn ba thì ba cố kìm nén lại. Nên mong rằng em ở đâu đó em xem được video này, dù cho tới giờ phút này em trong cái hoàn cảnh như thế nào. Một là em có thể đi theo bạn gái, hai là em đang làm ở đâu đó mà em chưa muốn về. Đặc biệt cái trường hợp đặc biệt thứ ba là tới giờ phút này mà em sập bẫy việc nhẹ lương cao thì em phải tìm đủ mọi cách mọi hướng để em báo tin về cho gia đình, để gia đình có cách có hướng để đưa em về một cách an toàn nhất nha em trai. Thật sự đây là một câu chuyện rất nghẹn lòng, bởi vì trong thời gian vừa qua anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải đã cảnh báo rất nhiều các trường hợp xin việc làm trên mạng, đặc biệt là việc nhẹ lương cao, đã tuyên truyền rất nhiều, không riêng gì anh em mà rất nhiều báo chí truyền thông đã tuyên truyền lan tỏa rất nhiều năm tháng qua. Nhưng mà rất lấy làm tiếc rằng các em không có xem, các em chỉ xem những cái nội dung nào mà giải trí trai xinh gái đẹp hoặc là hài thôi, còn những cái nội dung mà như thế này thì các em lại không có xem. Đó là cái điều mà rất đáng tiếc, nên mà rất mong rằng các cô chú anh chị có con em mình độ tuổi đang là 15, 16, thậm chí là đôi mươi lớn hơn nữa, thì mong rằng là cô chú anh chị hãy cảnh giác cũng như là tuyên truyền cho con em mình tránh trường hợp là con em mình xin việc làm trên mạng để rồi sập bẫy. Rất nhiều gia đình về đây khóc lóc, cái cảnh đó em nói thật, cái cảnh đó là chỉ có ai trong cuộc mới hiểu được thôi, đau lắm. Con bỏ đi nhưng mà cha mẹ đau đớn lắm, rồi gia đình kinh tế thì thiếu hụt, có kinh tế đâu khó khăn, ăn còn chưa đủ, rồi kiếm đâu số tiền để mà cứu con về, chuộc con về. Rất nhiều gia đình rơi vào cái tình trạng nước mắt chan cơm. Ở quê mà, ở quê bây giờ kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy đây, rồi thì có miếng đất để mà trồng trọt để sinh sống thì cuối cùng cũng phải đi bán đi. Đó là có đất bán còn đỡ, còn có người thì lại không có nhà cửa, phải đi đi vay mượn, chạy đôn chạy đáo khắp nơi, mà đâu ở quê đâu có ai có đâu mà sẵn mà cho vay số tiền lớn như vậy. Rất mong rằng tất cả cô chú anh chị xem cũng như là tuyên truyền cho con em mình tránh các trường hợp mà rơi vào những cái hoàn cảnh thậm chí là đẫm nước mắt. Câu chuyện ngày hôm nay của hai vợ chồng anh chị về đây là theo cái chiều hướng của em, không riêng em đâu mà tất cả cô chú anh chị cũng đang nghi ngờ rằng là con mình tương tự là có khả năng là sập bẫy việc nhẹ lương cao. Mình không có khẳng định nhưng mình nghi ngờ, nhưng mà tới giờ phút này là cái chiều hướng nó hơi cao. Nhưng em vẫn hy vọng mong rằng là con nhà mình đang ở đâu đó ở Việt Nam thôi, có thể là đi theo bạn gái hoặc có thể là nghe theo lời bạn bè đi làm ở đâu đó. Mình cứ hy vọng những cái điều tốt đẹp đi nhá. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy em trai như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải tìm kiếm biết được cái thông tin của em trai này ở đâu, để giúp em trai này sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Bởi vì là em trai này đi mà thật sự hai vợ chồng bây giờ là bỏ hết công ăn việc làm, mất ăn mất ngủ về đây là rất là khổ để mà đi tìm con. Gia đình thì không phải là có điều kiện như người ta, gia đình cũng quê hương thì ở miền Tây, về Long An để mà lập nghiệp cũng vì cuộc sống mưu sinh, mà tới giờ phút này phải bỏ hết công ăn việc làm thì khó khăn chồng chất khó khăn. Nên rất mong được sự chung tay góp sức của tất cả cô chú anh chị xem và chia sẻ lan tỏa, để hy vọng một ngày gần nhất anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải sẽ tìm kiếm được cái thông tin của em trai này ở đâu để giúp em trai sớm quay trở về đoàn tụ cùng với lại gia đình. Thì cái sự việc của anh chị thì anh em đã ghi nhận, sẽ cố gắng hết sức đăng tải video này cũng như là lên đường đi tìm kiếm cái thông tin của con trai nhà mình, để biết con trai nhà mình ở đâu đó, để giúp con trai nhà mình sớm quay trở về nhá. Anh chị có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con trai mình không? Tôi sẽ đồng ý. Toàn bộ câu chuyện anh em đã ghi nhận, sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ gia đình nhà mình. Hai vợ chồng anh chị cứ yên tâm nhá. Bây giờ như thế này, hai vợ chồng anh chị về vẫn cứ đi làm bình thường đi, mình cũng phải mình sống ở đất khách quê người mà, mở mắt ra là phải chi tiêu tiền bạc đâu, nên mà mình đi làm đi để kiếm tiền, mình lấy tiền ăn tiền nuôi con cũng như là tiền trọ nhá. Còn bây giờ anh chị đi tìm ở ngoài, em nói thật luôn, mình đi ngoài đường con nhà mình trong nhà mà chưa chắc gì đã ở Việt Nam nhá. Mình đi mình cũng biết đường hướng nào đâu, thì thôi thì cái chuyện này là anh em sẽ cố gắng hết sức để nhờ tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng ở khắp mọi tỉnh thành trong cũng như ngoài nước để tìm kiếm cái thông tin nhá. Mình về mình cố gắng mình bình tĩnh lại nhá, mình cứ tiếp tục đi làm để mình kiếm tiền nhá. Rồi thì xin phép chào hai vợ chồng anh chị, em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.